Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại liên lạc của bên em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 14 tháng 5 năm 2019 thì bên cơ sở lan rừng nhà em hôm nay có về rất là nhiều loại mặt hàng lan rừng đẹp ạ. Em xin được quay tổng quát qua. Hôm nay thì nhà em vẫn có những cái cây giáng hương đuôi cáo tuyển của vùng Cao Bằng này và những phần phi điệp tím ạ. Và thêm những cái rất là nhiều mặt hàng kg đẹp khác nữa để em xin được quay tổng quát qua. Và cơ sở lan rừng nhà em thì có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng ạ. Giá em báo ở đây thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển cô chú anh chị nhé. Và khi cô chú anh chị đặt hàng thì có thể gọi điện hoặc là nhắn tin theo hai số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Tuy nhiên thì đôi lúc em cũng có công việc bận, nhất là vào buổi chiều tối thì bọn em sẽ chuẩn bị làm clip, nên là buổi chiều tối thì thường là bọn em sẽ rất là ít nghe được điện thoại của các cô chú anh chị, nên là mong cô chú anh chị hết sức thông cảm cho em. Và nếu như em chưa không nghe được điện thì cô chú anh chị vui lòng nhắn tin lại cho em nhé. Rồi sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng cái mặt hàng và báo giá tới tất cả các cô chú anh chị và các bạn luôn ạ. Cái mặt hàng đầu tiên mà được rất là nhiều cô chú anh chị ưa thích đó chính là dòng quế tím ạ. Lô hàng quế tím hôm nay em lại về một cái lô mới rất là đẹp ạ. Hàng cực kỳ là tươi và hàng lá xếp cực xinh cô chú anh chị ạ. Đây hàng quế tím lô như vậy em bán với giá là 180.000 trong 1kg cô chú anh chị nhé. Và mặt hàng thứ hai đó là lô hải yến ạ. Hải yến hôm nay về hàng cũng rất là đẹp đó. Rất là xanh tươi và đẹp ạ. Và những cái bông hải yến màu tím thanh khiết rất là xinh. Hàng hiện tại nó đã ra hoa và đã tàn hoa rồi. Hải yến em bán với giá là 150.000 trong 1kg cô chú anh chị nhé. Cũng 150.000 trong 1kg ạ. Rồi cái mặt hàng tiếp theo đó chính là giáng hương tam bảo sắc. Giáng hương tam bảo sắc hôm nay về thực sự là hàng cực kỳ là tươi, căng đét luôn đấy ạ. Cô chú anh chị xem này. Đó, những cây giáng hương tam bảo sắc rất là tươi rói rói luôn. Em bán với giá là 240.000 trong 1kg dòng giáng hương tam bảo sắc. Và dòng này thì sẽ có hoa trắng tím cô chú anh chị nhé. Một dòng lan dễ thuần và dễ trồng. Và cô chú anh chị có thể xem cái mặt hoa và cái màu sắc hoa của nó này đây ạ. Cô chú anh chị có thể xem ạ. Đây chính là một cái giỏ giáng hương tam bảo sắc mà nhà em đã ghép. Đó, cái màu sắc hoa của nó sẽ như vậy. Và hương thơm thì cực kỳ là quyến rũ luôn. Đó, em xin nhắc lại giá là 240.000 cho 1kg cô chú anh chị nhé. Và 1kg cô chú anh chị cũng ghép được một giò khủng rất là đẹp rồi, nhưng cái giò bên kia em chỉ có 4 đầu ngọn thôi ạ. Và bên này là giáng hương đuôi sóc ạ. Giáng hương đuôi sóc cũng là hôm nay về cái lô giáng hương đuôi sóc tím rất là đẹp ạ. Hàng lá xếp này, hàng rất là tươi. Và một số cây thì hiện tại nó đang ra hoa như này này. Hiện tại thì thời điểm bây giờ là đã ra hoa rồi và cái sắc tím rất là đẹp. Giáng hương đuôi sóc một cái dòng lan rất là đáng sưu tầm. Cũng dễ trồng dễ thuần đấy ạ, quá là đẹp luôn ạ. Hàng hiện tại nó ra hoa rồi, cô chú anh chị lấy về để làm giống thôi nhé. Và giáng hương đuôi sắc em xin phép được bán với giá là 150.000 cho 1kg. Và nếu như cô chú anh chị lấy từ 5kg em sẽ tính với giá là 140.000 cho 1kg ạ. Còn đây là hoàng thảo u lồi, một cái dòng lan mà có bông hoa to và nở rất là lâu, đặc biệt lại nở vào dịp Tết này. Cái dòng lan này so với lại trúc Phật Bà thì cái màu sắc hoa của nó còn đẹp hơn cả trúc Phật Bà luôn ạ. Bông hoa nó to hơn và cái màu sắc của nó đậm đà, sắc nét hơn rất là nhiều. Loài hoa này sẽ nở vào dịp Tết. Trúc Phật Bà em bán với giá là hoàng thảo u lồi, hay còn gọi là hoàng thảo ngũ tinh. Hoa có thể chơi được đến 2 tháng. Em bán với giá là 280.000 cho 1kg. Hàng thì đang mầm rất là đẹp, cô chú anh chị lấy để làm giống chơi hoa trong cái mụ hoa này ạ. Và đây mặt hàng tiếp theo đó chính là hoàng thảo Điện Biên Đông này. Hoàng thảo Điện Biên Đông thì em thấy là hàng hiện tại nó cũng đang chuẩn bị nứt nụ và đang lên mầm gốc rất là nhiều luôn. Đấy, đang mầm gốc tím điện, nhìn ngắm những cái mầm gốc thôi thì đã rất là thích rồi này. Hoàng thảo Điện Biên Đông, ví dụ một dề như thế này, đây cô chú anh chị xem này. Một dề như thế này thì nó sẽ chỉ rơi vào khoảng tầm 0,5kg thôi. Thì cô chú anh chị xem tất cả những cái tay này thì đều là tay hoa cả, nên sẽ có một cái mùa hoa rất là rực rỡ luôn. Hoàng thảo Điện Biên Đông, hoa vàng rất là đẹp. Em bán với giá là 300.000 cho 1kg. Đấy, cô chú anh chị chỉ cần lấy một nửa kg, tức là 150.000 thôi đã có một giò lan rất là đẹp để trưng rồi. Và mặt hàng tiếp theo
đó là lô nhất điểm hồng. Cái lô nhất điểm hồng hôm nay về hàng đang hoa. Nhờ cô chú anh chị xem những cái bốc bông nhất điểm hồng, cánh trắng tinh khôi và cái họng điểm một chút hồng rất là đẹp luôn. Những bông hoa này thì hiện tại nó đang nở, cánh trắng cực kỳ là trắng luôn, cánh trắng màu trắng thanh khiết luôn ạ. Cái họng điểm một chút hồng rất là đẹp. Nhất điểm hồng em bán với giá là 150.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. Hàng về rất là đẹp luôn. Còn đây là hài vệ nữ, hài vệ nữ hay còn gọi là tiên hài, một cái dòng lan mà có bông hoa rất là to, em bán với giá là 80.000 cho 1 kg ạ. Và đây là dáng hương đuôi cáo, dáng hương đuôi cáo của vùng Cao Bằng. Cô chú anh chị xem hàng rất là tươi. Đấy, những cây dáng hương đuôi cáo thời điểm hiện tại thì đang cho nụ như thế này. Dạ, cô chú anh chị xem ạ. Đấy, những cây đuôi cáo rất là đẹp, lá căng đét như thế này. Em bán với giá là 200.000 cho 1 kg. Và cô chú anh chị có thể tham khảo giá. Em nghĩ là giá mà kg ở đây em đưa ra thì rất là đáng sưu tầm. Đó, những cây dáng hương đuôi cáo thì rất là đẹp như vậy. 200.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. Còn đây là lô dáng hương cẩm báo này. Đây, lô dáng hương cẩm báo ạ. Dáng hương cẩm báo cũng là một cái dòng lan mà có rễ gió, hàng hiện tại thì nó vừa cho hoa xong rồi. Đấy, những cái cây dáng hương cẩm báo thì đa số là cây lá xếp. Dáng hương cẩm báo lô hôm nay thì so với ngày hôm qua thì lô này em thấy là nó cũng so với ngày hôm qua thì em thấy là nó cũng đây cũng có những cây rất là to luôn đấy ạ. Cô chú anh chị xem này. Đó, hoa thì rất là sai đây. Đó. Dáng hương cẩm báo hôm nay thì em sẽ bán với giá là 250.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. Có nhiều cây rất là to, rất là đều cây ạ. Đẹp, hoa thì rất là sai. Những cái cây dáng hương cẩm báo mà to ấy, nó sẽ cho 2-3 cái vòi hoa rất là đẹp luôn. Còn đây là lô huyết nhung vàng, một cái dòng lan mà phân bố rất là hẹp. Nó phân bố rất là hẹp ạ. Huyết nhung vàng thì em xin phép được bán với giá là 200.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. Đó, cái dòng lan này thì nó rất là giống với lại cả huyết nhung đỏ. Tuy nhiên thì dòng này nó sẽ cho hoa vàng chứ không phải là ra hoa đỏ như là dòng lan phượng vĩ đỏ đâu ạ. Và hoa của nó màu vàng như những ánh sao đấy ạ. Chú anh chị xem này, rất là đẹp luôn. 200.000 cho 1 kg. Và hàng dân lấy về giữ được rất là tốt này. Còn đây là dáng cái dòng đai châu hay còn gọi là nghinh xuân ngọc điểm. Cái lô hàng em tuyển chọn nhé. Đây là hàng đai châu rừng bắc trụ. 1 kg dao động khoảng tầm 3 đến 5 cây, 3 đến 5 cây cho 1 kg. Em bán với giá là 680.000 cho 1 kg. Hàng hiện tại thì đang ra rễ như thế này nên cô chú anh chị về ghép là nó sẽ bám vào giá thể và sẽ không lo phải mất lá chân cô chú anh chị nhé. Những cây đai châu rất là đẹp ạ. Và đây là lô bạch nhạn này. Bạch nhạn đây, bạch nhạn cũng về rất là xanh và rất là tươi đẹp. Có một số cây thì nó đang hoa, hoa mùi hương thơm dịu rất là thích luôn này. Dáng hương bạch nhạn em bán với giá là cũng 180.000 cho 1 kg. Và những cây bạch nhạn thì mặc dù nó nhỏ nhưng cái vòi hoa của nó vươn rất là cao luôn này. Cô chú anh chị xem này. Đó, cái vòi hoa vươn rất là dài. Còn đây là đai châu rừng, cô chú anh chị nhé. Đây cũng là đai châu rừng, tuy nhiên là hàng khai thác trực tiếp từ rừng. Cái lô hàng này về phải nói là rất là đẹp luôn. Hàng khai thác trực tiếp từ rừng mà dân được giữ được những cái lá như thế này thì thực sự là quá là đẹp luôn này. Đai châu rừng em bán với giá là 580.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. Đai châu rừng ạ. Còn đai châu rừng bắc trụ thì sẽ giá là 680.000. Thì cô chú anh chị muốn lấy hàng khai thác trực tiếp ở rừng về hoặc là lấy hàng mà bắc trụ thì bảo em để em đóng hàng cho đúng ạ. Và hàng đai châu rừng thì nó cũng có cái loại từ 2 đến 8 cây trên 1 kg ạ. Và đây là hoàng thảo nghệ tâm, những cái bó nghệ tâm rất là đẹp luôn. Mà hoa của dòng nghệ tâm thì nhìn cây thì không được đẹp mã. Khi cô chú anh chị ghép lên giò nhìn cũng rất là xinh và đặc biệt cho hoa thì rất là đẹp luôn. Hoàng thảo nghệ tâm một bó như vậy em bán với giá là 50.000 nhá. Đủ cô chú anh chị ghép một giò rất là đẹp luôn rồi. Đấy, lô hàng về hôm nay, nghệ tâm hôm nay về rất là đẹp nhá. Và hoàng thảo hoàng lạp này, hoàng thảo hoàng lạp em bán với giá là 150.000 cho 1 kg ạ. Đây là hoàng thảo trầm tím, hàng giống cô chú anh chị nhá. Những cái mầm gốc lan lên rất là đẹp này. Những cái bông trầm tím, hoa mặt hoa tím lịm luôn ạ. Cô chú anh chị xem ạ. Cái lô hàng về hiện tại còn có một số bông hoa sót lại. Cô chú anh chị có thể cùng chiêm ngưỡng cái mặt hoa của nó. Tím đậm rất là đẹp luôn. Cái hương thơm thì thôi rồi ạ.
quá là thơm. Cái mùi thơm rất là dễ chịu. Trầm tím này em sẽ bán với giá là 800.000 cho 1kg cô chú anh chị nhé. Hàng hiện tại đang mầm gốc và nó đã ra hoa rồi nên cô chú anh chị chỉ lấy về làm giống thôi. Giá là 800.000 cho 1kg ạ. Và ở đây em vẫn có cái dòng phân thuốc nhé. Đó là B1 này. B1 thì đây là lọ 100ml em bán với giá là 35.000. Keo liền da Mỹ em bán với giá 50.000. Keo liền da Mỹ Tiến, keo liền da Mỹ Tiến thì em bán với giá là 45.000. 45.000. Rồi ở đây em có Rizomin em bán với giá là gói là 60.000 cho một gói, và Hùng Nguyễn, chế phẩm Hùng Nguyễn em bán với giá là 50.000 cho một cặp như vậy. Hàng lan thì hôm nay em còn có cái lô đơn cam của chú anh chị nhé. Vẫn có những cái lô đơn cam, những bông đơn cam màu vàng rực lửa rất là đẹp này. Một bó như vậy em bán với giá 200.000. Thoải mái cô chú anh chị ghép những cái giò đơn cam rất là đẹp để sưu tầm rồi. Đó. Dạ, cô chú anh chị xem. Em nắm tay như thế này thì nó chỉ trong lòng bàn tay thôi. Cô chú anh chị có thể xem trong xem giúp em cái tình trạng cây và cái khối lượng. Đây, một nắm tay của em như thế này chỉ được một nửa bó thôi. Và dòng đơn cam này thì nó cũng ngắn thôi cô chú anh chị nhé, chứ nó không dài lắm ạ. Những cái cây đơn cam nó chỉ khoảng tầm 1 sen thôi thì nó đã cho hoa rồi đấy ạ. Một khoảng 1 sen rồi thôi thì nó đã cho hoa rồi nhá. Nên là hàng này thì đơn cam, cái giống của nó là giống ngắn ạ. Em bán một bó 200.000. Và đây em có một cái lô đuôi chồn này. Đuôi chồn này thì cây bé này. Nói chung là cây bé. Toàn bộ cái lô này em bán với giá là 120.000. Phải mười mấy cái đầu ngọn gì đó. Cô chú anh chị lấy về giúp em ghép để làm giống này. Còn đây em có một cái lô cho kiều tím miền Trung hay còn gọi là kiều hồng. Em có hai dề nhỏ nhỏ thôi ạ. Hai dề xinh xinh này. Hai dề này em bán với giá là 150.000. 150.000 cho hai dề kiều tím này. Và đây là lô Vanda của vùng rừng Cao Bằng ạ. Vanda thì em chia ra theo từng bó, em sẽ bán mấy bó với giá là một bó là 50.000 cho anh chị nhé. Có những cây là thuộc dòng Vanda Hương Chanh thì hàng hiện tại nó đang nụ đang hoa. Một bó như thế này đủ cô chú anh chị ghép một cái giò rất là đẹp rồi này. Đó, một giò rất là đẹp luôn nhá. 50.000 cho một bó thôi ạ. Và đây này thì em cũng vẫn có những cái giò giả hạc Pháp này. Dạ, một giò giả hạc Pháp như vậy thì nó sẽ rơi vào từ 5 mầm ngọn trở lên. Cũng có ngọn ngắn và cũng có ngọn dài cô chú anh chị nhé. Cũng có ngọn dài trên 10 sen nhưng mà cũng có ngọn chỉ ngắn tầm 2-3 sen thôi ạ. Nó cũng không đồng đều. Giả hạc Pháp một cốc như vậy em bán với giá là 150.000 cho một cốc nhé. Và mặt hoa của dòng giả hạc Pháp này thì rất là đẹp rồi. Và đặc biệt thì nó sẽ nở hoa vào dịp Tết. Cô chú anh chị khi mà ghép được một cái giò trưởng thành, nếu như là mua giò thuần thì người ta sẽ bán mỗi một thân này này. Cứ khoảng trên 100.000 cho một thân đấy ạ. Đó, thì cái giá mà em bán ở đây là 150.000 một cốc. Cô chú anh chị có thể lấy một cốc về làm giống thì ghép được một cái giò lan rất là đẹp rồi. Và đây hiện tại thì nhà em còn có mấy cái giò trầm rồng đỏ cô chú anh chị nhé. Đa số là có 3 thân ạ. Đa số là 3 thân. Thì những cái thân này này, cô chú anh chị xem này, nó vẫn còn có kèm theo cả thân già, có cả kiến nữa này. Cô chú anh chị xem này. Đó, một cái giò giả hạc Pháp, một cái giò trầm rồng đỏ thì em bán theo giá là bán theo thân cô chú anh chị nhé. Mỗi một thân thì cái kích thước của nó là dài từ 15cm trở lên thì em sẽ tính một thân. Và một thân thì em bán với giá là 180.000. Và một cái thân này khi mà nó trưởng thành thì cái kích thước chiều dài của nó sẽ rơi từ, nó sẽ dao động khoảng tầm 50-80cm ạ. Cái thời điểm hiện tại là nó đang là cái thời điểm phát triển, đang độ phát triển. Đây, cái giò này thì có 3 thân rất là đẹp luôn. Đó. Hoa của trầm rồng đỏ thì cô chú anh chị chơi lan thì biết rồi, một dòng lan nổi tiếng về hoa, khuôn bông hoa to đẹp và thời gian nó sẽ nở vào dịp Tết này. Những cái chậu này cô chú anh chị về chỉ việc treo và chơi thôi. Rồi sang bên này sẽ là những cái phần dáng hương đuôi cáo và phần phi điệp tím của vùng Cao Bằng. Em bắt đầu từ hình số 1 trở đi cô chú anh chị nhé. Hình số 1 với 3 ngọn dáng hương đuôi cáo lá xếp em bán với giá 240.000. Hình số 2 một giò dáng hương đuôi cáo nguyên bản 3 đầu ngọn. Đây, 3 đầu ngọn. Em bán cái giò này với giá 200.000 ạ. Hình tiếp theo là hình số 3. Hình số 3 này em có hai cái ngọn dáng hương đuôi cáo rất là to, một mẹ một ngọn là một mẹ ba con và một mẹ ngọn là một mẹ một con.
Cái hình này thì em xin phép được bán với giá 220.000 thôi. Đó, như cái cáo khủng rất là đẹp. Tiếp theo là hình số 4. Hình số 4 này là cái giò cá dáng hương đuôi cáo, lá xếp không bỏ lá chân, rất là khỏe đẹp. Đang có cái vòi hoa đấy ạ, 1, 2, 3 vòi hoa để cô chú anh chị có thể chơi hoa trong năm nay. Đó. Nói chung là rất là đẹp luôn. Cái giò này thì cực kỳ là khỏe, có khoảng tầm 7-8 cái đầu ngọn gì đó. 3-4 cái vòi hoa liền cô chú anh chị nhá. Cái giò này em bán với giá là 250.000 ạ. 250.000 cho dề dáng hương đuôi cáo Trung Quốc này nhá. Và hình tiếp theo, hình số 5. Hình số 5 em có một cái dề dáng hương đuôi cáo ạ. Dạ. Dề này cũng là một cái dề Trung gốc và những cái hàng Trung gốc. Dề thì thường là nó sẽ khỏe, rất là khỏe cây. Hình này em bán với giá là 280.000 này. Hình tiếp theo, hình số 6. Hình số 6 đây. Hình số 6 em có bao nhiêu ngọn dáng hương đuôi cáo đây ạ? 1, 2, 3, 4. Đây là một dề nhá. Chỗ này nguyên là một dề 3 ngọn rất là đẹp ạ. Và thêm 2 cây cáo rời nữa. Hình này em bán với giá là 280.000. Hình tiếp theo, một cái ngọn dáng hương đuôi cáo mẹ con, một mẹ và nhiều con, phải nói là rất là đẹp luôn. Cây mẹ thì hiện tại là đang có 3 cái vòi hoa cô chú anh chị nhé, 3 cái vòi hoa và xếp tăm tắp luôn. Một cái ngọn cáo quá đẹp, một mẹ và 6-7 con gì đó. Và cây mẹ thì 8-9 cặp lá, đâu em xem nào, 2-4-6-8-10-11-12 cặp lá cô chú anh chị nhé. Một cái cây cáo khủng, lá xếp V rất là đẹp, với cả kèm theo một cái thế hệ con rất là nhiều. Hình này em bán với giá là 700.000 này. Hình tiếp theo, hình số 8. Hình số 8 đây. Có 3 ngọn dáng hương đuôi cáo lá xếp. 3 ngọn dáng hương đuôi cáo lá xếp này thì em sẽ bán với giá là 250.000 ạ. 250.000 cho 3 ngọn dáng hương đuôi cáo lá xếp này nhá. Đây, 3 ngọn dáng hương đuôi cáo lá xếp V nhá cô chú anh chị nhá. Cái chỗ nó hơi hẹp một chút xíu. Hình tiếp theo là hình số 9. 3 ngọn dáng hương đuôi cáo em bán với giá 220.000. Hình số 10. Hình số 10 đây. 1, 2 và 1 dề thì có 3 ngọn nữa. Hình này em bán 200.000. Hình tiếp theo là hình số 11. Hình số 11, 3 ngọn dáng hương đuôi cáo này, lá xếp V này em bán với giá 200.000. Hình số 12, 3 ngọn dáng hương đuôi cáo lá xếp V cũng đang nụ, em bán với giá là 200.000. 220.000. Hình tiếp theo là hình số 13. Hình số 13 một dề. Một dề có 5-6 ngọn gì đó. Em bán với giá 200.000. Hình tiếp theo, hình 14. Hình 14 là 4 ngọn cáo xếp V không bỏ lá chân, em bán với giá 200.000. Hình tiếp theo là hình số 15. Một dề rất là đẹp. Một dề dáng hương đuôi cáo lá căng mướt, cực kỳ là đẹp luôn. Hình này em bán với giá 450.000. Không biết là bao nhiêu ngọn, cô chú anh chị có thể xem. Rất là đẹp luôn ạ. 2, 4, 6, 8, 9 cặp lá rồi. Đấy là cây con thôi, còn cây mẹ thì không biết là bao nhiêu thôi. Nói chung là một cái dề cáo rất là đẹp về cả thế, cả dáng, cả lá. Hình tiếp theo, hình số 16. Hình số 16, mỗi dề dáng hương đuôi cáo, cây mẹ, một cây mẹ và hai cây con, cây khủng đẹp. Đây. Hình này em cũng bán với giá là 200.000 ạ. Dề này em bán 200.000. Hình tiếp theo là hình số 17. Hình số 17 đây là một dề Trung gốc cô chú anh chị nhá. Một dề Trung gốc ạ. Dạ. Dề Trung gốc thì nó sẽ rất là khỏe cây, một cây mẹ và một đàn con, một đại gia đình rất là đông con ạ. Hình này thì em xin phép được bán với giá là 360.000 cho hình này. Hình tiếp theo là hình số 18. Hình 18 này em có hai ngọn cáo xếp V đẹp, nói chung là khá là xuất sắc cho hình này này. Đó, cô chú anh chị xem ạ. Một ngọn là một cây mẹ và một cây con, bao nhiêu cặp lá đây? 2 4 6 8 10 11 11 cặp lá và một cây con nhá. Cây bên này cũng là bao nhiêu cặp lá đây? 2 4 6 8 10 cặp lá, 11 cặp lá. Đấy, hai cặp dáng hương đuôi cáo với số lá là 11 cặp lá, rất là đẹp như thế này. Những cây khủng như thế này cực kỳ là hiếm, em bán với giá 480.000 nhá cô chú anh chị nhá. Và đặc biệt là cây này có tách một nhánh nhỏ này, rất là nhỏ thôi. 480.000 cho hình này. Hình tiếp theo, hình số 19. Hình số 19, một cái cây dáng hương là đuôi cáo lá xếp không bỏ lá chân và một mẹ và ba con, rất là đẹp luôn. Một mẹ ba con rất là đẹp luôn. 2 4 6 7 cặp lá và ba cây con, rất là khỏe và đẹp. Cái hình này em bán với giá là 220.000 này, 220.000 cho hình này. Hình tiếp theo là hình số 20, là một cái hình dáng hương đuôi cáo lá xếp V và hoa phân nhánh ạ. Cả hai ngọn đều phân nhánh của chú anh chị nhá. Là ngọn thứ nhất này, đó, xếp V hai bên rất là đẹp luôn, bản lá to, chất lá dày và cây hoa phân nhánh. Đấy, hai vòi hoa trong đó có một vòi hoa em thấy là đang phân nhánh. Vòi này thì nó bị gãy mất, không nhìn thấy cái nụ hoa của nó.
cây số 2 đây, cây số 2 đây ạ. Nó hơi gập lá này một chút nhưng mà cũng hoa phân nhánh này, cô chú anh chị xem ạ. Đây, cây này thì cả hai có hai cái vòi hoa, cả hai vòi hoa đều phân nhánh hết ạ. Và cũng là cây cáo xếp V, cái hình này. Hình này em bán với giá là 680.000 cô chú anh chị nhá, hình 20. Hình tiếp theo hình 21. Ba ngọn dáng hương đuôi cáo lá xếp cực kỳ là đẹp, trong đó có một cây mẹ con này, rất là đẹp luôn. Và nó cây này, riêng cây này nó cho hai cái vòi nụ luôn. Cây này thì quá là đẹp này. Nói chung là ba cây này thì đều rất là đẹp. Có hai cây, cây mẹ con. Hình này, toàn bộ hình này em bán với giá là 400.000. 400.000 cô chú anh chị nhé. Đó, những cây thì đều đang nụ hết. Tuy nhiên là vận chuyển đóng gói hỏng, hỏng mất nụ thôi. Hình tiếp theo là hình số... Hình tiếp theo là hình số 22. Đây, hình 22 này. À, hình số 22 là hai ngọn cáo lá xếp V. Ngọn này thì có cái lá này nó bị dập một chút xíu chú anh chị nhé, do đi rừng người ta không giữ được này. Một cặp cáo lá xếp V rất là đẹp này, em bán với giá là 320.000. 320.000. Hình tiếp theo là hình số 23. Ba ngọn cáo lá xếp. Đây, cô chú anh chị xem những cái vòi hoa của nó rất là dài. Những cây này mang về trồng chậu thì tuyệt vời luôn. Hình này em bán với giá 320.000 này. Hình tiếp theo là hình số 24. Hình 24 là những cây cáo lá xếp rất là đẹp. Cây này một mẹ với cả một con, lá xếp rụt và có hai cái vòi hoa đây ạ. Cây số 1 này. Cây số 2 này. Đây, cây số 2 cũng là cây mẹ con, rất nhiều cặp lá, 2, 4, 6, 8 cặp lá và một cây con nữa. Hai cái ngọn dáng hương đuôi cáo đều là cây mẹ con, một cây là một mẹ hai con luôn. Cây là một mẹ một con. Hình này em bán với giá là 330.000 cô chú anh chị nhá. 330.000 cho một cặp dáng hương đuôi cáo rất là đẹp này. Sang tiếp theo bên này là bắt đầu từ hình số 25 là sẽ là hình phi điệp tím của vùng Cao Bằng này. Đây là hàng vùng Cao Bằng cô chú anh chị nhá. Đây em có hai kiến xanh sạch. Đây ạ, hai thân xanh sạch, hai rễ thân xanh sạch như vậy. Hình này em bán với giá là 300.000 nhá. 300.000. Cho hai rễ xanh sạch này. Hình tiếp theo là hình số 26. Hình 26 cũng là một cái rễ thân xanh lét luôn này. Đấy, không biết là có bắt được sổ số gì không. Hình này em bán với giá là 440.000 cô chú anh chị nhé. 440.000 ạ. Đây ạ, cô chú anh chị xem cây này. Đó. Hình tiếp theo là một cái rễ đang nụ này, đang nhú nụ, phi điệp của vùng Cao Bằng. Và bản lá, chất lá cực kỳ là đẹp luôn. Chất lá dày rất là đẹp luôn. Lá nhựa nhá, một cái rễ rất là đẹp này, thân vàng óng luôn, đây ạ, thân già thì vàng óng luôn đấy ạ. Cái hình này em bán với giá là 800.000, là hình 27. Hình 27 một rễ thân nù nhá, của vùng Cao Bằng em bán 800.000. Hình tiếp theo hình 28, một rễ một thân xanh, một rễ một thân xanh, em bán hình này với giá là 340.000. Hình tiếp theo là hình 29, cũng là một rễ với một thân xanh, đây cô chú anh chị nhìn này. Đó, nhìn ạ, xanh nét luôn ạ. Hình này em bán với giá 300.000. Hình tiếp theo là một cái thân hình, một cái rễ đang nụ, đốt ngắn cổ rụt của vùng Cao Bằng ạ, đốt ngắn cổ rụt của vùng Cao Bằng nhá. Chất lá rất là đẹp luôn. Đó, thân thì lên mầm gốc lên rất là nụ đẹp. Hình này em bán với giá 660.000 nhá. 660.000 ạ. Hình tiếp theo là hình kiến hai kiến rất là đẹp đấy ạ. Hai kiến rất là đẹp này, em bán với giá là 380.000. 380.000, hai kiến nụ rất là đẹp. Hình tiếp theo là hình số 32. 32 này em có một cái thân tơ rất là đẹp. Thân này thì em thấy là nó cũng đang nụ rồi đấy ạ. Cô chú anh chị được ngắm hoa luôn đấy. Hình này em bán với giá là, nhưng mà hình như là qua đóng gói vận chuyển nó hỏng mất cái nụ này. Hình này em bán với giá là 300.000 nhé. Cái dề này 300.000 này. Hình tiếp theo là hình số 33, cũng là một cái rễ thân xanh sạch. Em có hai rễ, hai rễ thân xanh sạch đấy ạ. Cô chú anh chị nhìn thân cho em. Hình này em bán với giá là 340.000, em có hai rễ nhá. Hai rễ. Nói chung là không phải là dòng thân mập nhá, nhưng là dòng thân xanh sạch ạ. Tiếp theo là hình số 34. Hình 34 này em có ba kiến nhá, ba kiến thân xanh. Đấy, ba kiến thân xanh đấy ạ, cô chú anh chị xem này. Đó. Hình này, ba kiến thân xanh này, em bán với giá là 400.000, 400.000 chắc là sẽ cho hoa. Năm nay cô chú anh chị chắc cũng sẽ được ngắm hoa đấy. Hình tiếp theo là hình một cái hình thân mập của vùng Cao Bằng và hàng cũng đang nhú nụ rồi. Hình này em bán với giá là 550.000, một rễ rất là đẹp.
Hình tiếp theo là hình số 36. Một dề thân vàng óng luôn cô chú anh chị xem này. Thân vàng óng và cũng theo em được đây. Nụ của nó lên cũng khá là xanh. Nói chung là người ta nói rằng cái thân vàng như vậy thì nó sẽ tỷ lệ đột biến rất là cao. Cái hình này em bán với giá là 560.000 cô chú anh chị nhé. Dề này giá là 560.000. Hình tiếp theo là hình số 37. Một cái dề thân nụ của vùng Cao Bằng đang nụ, đang nhú nụ ra. Cái dề này thì em bán với giá là 500.000, là hình 37, 500.000. Một dề thân nụ đốt ngắn của vùng Cao Bằng. Hình tiếp theo hình số 38. Hàng này thì nó cũng đang nụ. Một dề này em bán với giá là 330.000, một dề đốt ngắn thân mộc ú nhá cô chú anh chị nhá. Và chất lá cũng rất là đẹp đấy ạ. Hình tiếp theo là hình số 39. Hình 39 là em có 3 dề thân xanh. 3 dề thân xanh sạch đây. 3 dề thân xanh sạch này. Em bán với giá là 400.000. Hình tiếp theo hình 40, hình 40 em có 2 dề thân nù. Đây, 2 dề thân nù đấy ạ. Dề số 1 này, dề số 2 này, 2 dề thân nù này. Em bán với giá là 380.000 cho 2 dề thân nù này. Hai kiến thân nù rất là đẹp này. Hình tiếp theo là hình số 40. Hình số 41 em có 3 kiến nhá. Đây ạ, 3 kiến này, 3 kiến rất là xinh, 3 kiến nù ạ. 3 kiến nù này em bán với giá là 300.000, đây 3 kiến nù ạ. Hình tiếp theo là hình số 42, 42 này. Em có một dề thân nù, tuy nhiên thì cái tay hoa của nó cũng bị hỏng. Và hiện tại thì đang lên nụ cũng khá là xanh. Hình này em bán với giá cái này thì nói chung là nó bị đây, nó bị hỏng mất ở chỗ này rồi. Tuy nhiên thì cái phần còn lại nó vẫn cứ ra nụ này, cô chú anh chị vẫn được ngắm hoa nhé. Hình này em bán với giá là 400.000, 400.000 cho hình 42. Tiếp theo là hình 43. Hình 43 em có hai kiến nụ ạ. Hai kiến rất là nụ mập đấy ạ. Đó, thân vàng nữa này. Hình này em bán với giá là 330.000 nhá. Hai kiến rất là nụ và đặc biệt là thân vàng ạ. Hình tiếp theo là hình số 44. Em có 3 kiến, 1, 2, 3 kiến. Thêm một kiến này thì kiến nhỏ xíu này nữa. Tính 3 kiến thôi này. Cái chỗ này coi như tặng thêm. Bán 280.000. Hình tiếp theo là hình số 45. 45 em có 1 kiến này, 2 kiến này, 3 kiến này, 4 kiến và 5 kiến ạ. 5 kiến, 6 kiến gì đó. Hình này em bán với giá 360.000, 360.000 hình 45. Hình 46 cũng là một dề thân xanh. Hình 46 là một dề thân xanh kèm theo các kiến ở trên này rất là nhiều. Kiều kỳ ở trên này này. Đấy, cô chú anh chị xem ạ, hàng thân xanh nhé. Dề này em bán với giá 600.000, 600.000. Tiếp theo là hình số 47. 47 cũng là một dề thân xanh. 47 cũng là một dề thân xanh. Đây cô chú anh chị xem cái thân của nó này. Xanh bóng luôn ạ. Hình này em bán với giá 680.000, có thêm vài kiến ở trên nhé cô chú anh chị nhé. Đây ạ, một vài kia ở trên nữa. Đó, hàng này thì chắc là năm nay cô chú anh chị sẽ được ngắm hoa, nó sẽ cho hoa cho cô chú anh chị đấy ạ. Đấy, thân rất là xanh luôn. Hình tiếp theo là hình số 48, cũng là một dề thân xanh. Đây cô chú anh chị xem thân cho em nhé. Đó, cái mầm gốc lên cũng rất là xanh sạch. Dề này thì hình như nó đang nụ đấy ạ. Đang sưng nụ đây này, cô chú anh chị xem này. Đó, đang sưng nụ rồi, thân thì xanh lét luôn đấy ạ. Cái dề này thì em bán với giá là 800.000 cô chú anh chị nhé. Một cái dề thân xanh rất là đẹp, kèm theo vài kiến ở trên này này. Hình tiếp theo là hình số 49. Một cái dề vanda rất là đẹp luôn đấy ạ. Một giò vanda hương chanh. Cô chú anh chị xem cái mặt hoa hương chanh. Em thấy cái màu sắc của nó rất là đẹp này. Và mùi hương thơm rất là thích luôn. Hình này em bán với giá là 200.000, 200.000. Tiếp theo là hình số 50. Một cái dề vanda với 3 ngọn như vậy này, 3 ngọn lá xếp, em bán với giá là 80.000. Tiếp theo hình 51. Hình 51, một dề vanda này, một dề vanda này cô chú anh chị mang về ghép lên thì sẽ được một giò rất là đẹp luôn. Cái dề này cũng là giò vanda hương chanh cô chú anh chị nhé. Cái mặt hoa bông của nó đây ạ. Rất là xinh luôn. Em bán dề này với giá là 250.000. Tiếp theo là hình số 52. 52 thì có rất là nhiều kiến đấy ạ. Tuy nhiên thì cũng có những kiến nó lỗi nhá, những kiến thân xanh lét luôn đấy ạ. Những cây thân xanh luôn, một dề này. Dề số 2 này. Dề số 2 này thì bị gãy mất cái mầm tơ này nhá. Dề số 3 này cũng bị gãy mất cái mầm tơ này, nhưng mà xanh sạch luôn này. Năm nay chắc là cô chú anh chị sẽ được ngắm hoa này. Đó.
Dề số 4 này, đây em có tất cả là 4 dề như vậy. 4 dề. Đây dề này thì cũng bị hỏng mất cái mầm tơ ở đây. 4 dề này em bán với giá có 820.000 thôi. Nói chung là cái hình này là hàng thân xanh. Tuy nhiên thì có một số thân là nó bị gãy mất mầm tơ. Nên là cô chú anh chị lấy về hàng như em bán, coi như hàng thanh lý, tại vì có 4 dề rất là đẹp như vậy. Giá có 820.000 thôi ạ. Là hình 52. Hình tiếp theo hình 53, một cái dề thân xanh quá là đẹp luôn. Đây ạ, cô chú anh chị xem này. Một dề thân xanh quá đẹp luôn ạ. Đang nụ lên đấy ạ. Dề này thì em bán với giá là 960.000 với rất là nhiều kiến ở trên này. Hình tiếp theo là hình số 54 là một dề, cũng là một dề thân xanh với 1, 2, 3 mầm nhé cô chú anh chị nhé. Với 3 mầm con như vậy em bán với giá là 1.300.000, 1.300.000 cho hình này. Tiếp theo là hình số 55 là một cái giò hương vani thân đen bóng mượt của vùng Cao Bằng đấy ạ. Hiện tại nó đang nụ, tuy nhiên thì nụ này đóng gói vận chuyển nó cũng bị hỏng mất rồi. Cái dề này em bán với giá là 110.000. Hình thứ hai, hình 56 là cũng là một giò hương vani. Cái bông sắc tím rất là đẹp luôn, nó đang nở hoa đấy ạ. Cái sắc tím cực kỳ là đáng yêu luôn. Và cái mùi hương thơm, mùi vani dịu ngọt rất là thích luôn này. Cái giò nguyên bản thứ hai này, đấy ạ, cô chú anh chị xem nhé. Em bán với giá là 120.000 cho giò hương vani nguyên bản số 2. Tiếp theo là hình số 57, một cái giò hoàng thảo nghệ tâm nguyên bản ạ. Dạ, rất là xinh luôn đấy ạ. Giò này em bán với giá là 100.000. Tiếp theo là hình số 59 là một cái phần hoàng thảo hương vani của vùng Cao Bằng cũng đang nở hoa này. Em chia ra theo hai làm hình này, em bán với giá 100.000 nhá, 100.000 cho phần hoàng thảo hương vani này. Tiếp theo là hình số 58, một phần hương vani rất là nhiều luôn, em cũng bán với giá là 100.000. Hình số 60 là một cái dề cẩm báo lá xếp, một cây mẹ và hai cây con. Cây mẹ vừa rồi cho hai cái vòi hoa to đùng và các cây con cũng đang cho vòi hoa. Cô chú anh chị ghép được một giò cẩm báo rất là đẹp nhá, cây lá xếp ạ. Dề này em bán với giá là 300.000, là hình số 60. Dạ, em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị những cái mặt hàng lan hiện tại nhà em có này. Mong được sự ủng hộ của tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Và em xin phép được quay lại mặt hàng kg một chút. Quế tím với giá là 180.000. Hải yến với giá là 150.000. Giá hương tam bảo sắc cực kỳ là tươi và đẹp. Giá là 240.000 thôi. Giá hương đuôi sắc, hàng lá xếp, những cái bông sắc tím đẹp đẹp em bán với giá. Giá hương đuôi sắc với giá 150.000. Điện Biên Đông, hàng dề đang mầm gốc và đang nứt nụ, giá 300.000. Nhất điểm hồng đang hoa 150.000. Cẩm báo giá là 250.000. Giá hương đuôi cáo xanh đét khỏe với giá 200.000. Thiết nhung vàng, một dòng lan hiếm của vùng Cao Bằng, em bán với giá 200.000 một kg. Đơn cam 200.000 một bó. Hoàng lạp 150.000 một kg, nghệ tâm bó 50.000. Ở đây em có một cái lô thập hoa này, em bán thanh lý với giá 120.000. Trầm tím, những bông trầm tím lịm rất xinh, đang mầm gốc, giá 800.000. Và em còn có giả hạc pháp với cả trầm rồng đỏ nữa cô chú anh chị nhé. Rồi em xin phép dừng clip ở đây và chúc cô chú anh chị có một buổi tối thật là vui vẻ và ấm áp bên người thân và gia đình ạ.